Thì ở cái triết học mà luận lý học của 18, 19, 20 á, thế kỷ 18, 19, 20 có cái phần về triết học Marxist. Cho nên tôi biết cái triết học Marxist từ khi ở trường dạy ở cái lớp đệ nhất, tức là lớp 12. Chứ tôi chưa hề được nhà trường ở cái xã hội cũ trước đó dạy tôi cái gì về cái chuyện là triết học Marxist hết. Còn cái chuyện là biết cộng sản theo quan điểm của cái chế độ chính trị xã hội miền Nam này á, biết theo quan điểm đó thì thật sự ra cái đó nó xảy ra trong cái giáo dục xã hội thôi, chứ nó không có giáo dục của nhà trường. Giáo dục xã hội á thì tùy chế độ mà nó làm giữ cái chuyện chống cộng hay không chống cộng. Chế độ Ngô Đình Diệm thì dứt khoát phải là vạch rõ ra những cái tệ hại sai lầm của cộng sản Bắc Việt, mà cái chuyện đó làm trên cái phương tiện thông tin tuyên truyền nhan nhản đài phát thanh á, ngày nào cũng nói về những chuyện đó hết, đúng không? Phát thanh không phải chỉ đài không, mà có lỗ phát thanh lưu động nữa, nói riết rồi là tưởng là mình là người dân ở ngoài đường, mình đi ngang nghe riết rồi nghe cái chuyện nói thế mãi rồi cũng quen, rồi cũng thấy có lý, rồi cũng xui theo. Các phương tiện tuyên truyền của nó làm dữ dội lắm, mà với tất cả mọi người, cho già trẻ bé lớn, chứ nó không không, không có làm là nhằm vào cái giáo dục gì ráo của đối tượng gì ráo Tức là tuyên truyền. hết. Thì cái tuyên truyền của họ thì đối tới với tôi á, nghe hoài á cũng thấy bực, mới suy nghĩ coi 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 có thật vậy không. Bắn tôi từ nhỏ nó ham làm cái chuyện đó lắm, nghe để là trải nghiệm thử coi có thật như vậy hay không. Thì cái mà tôi xác định là họ nói thật, đó là từ năm 1957 cho tới năm 1959 nó tuyên truyền về cộng sản nó không sai chỗ nào trơn rồi. Nhất là nâng cao ví dụ mà đấu tố địa chủ ở miền Bắc, và nó kéo cái vụ mà gọi là gì tẩy não nhóm nhân dân văn gia phẩm. Tôi đọc lúc đó dĩ nhiên là báo chí và tài liệu thì của các nhà văn mà chống cộng á, họ mô tả thì cũng tương đối chi tiết, dĩ nhiên có những chi tiết nói lố. Tôi biết cái chuyện đó chứ, mình đọc người này người kia người nọ với nhiều người có viết hết đó. Mình có cái đa phương trong cái chuyện tiếp cận đó, thì mình biết nhiều nguồn tin, rồi cuối cùng mình đọc lại mình thấy cha nào nói phải cha nào nói vậy. Thế cho nên những cái gì mà gọi là thực sự sai lầm của người Bắc làm cho tôi cảm thấy mấy ông cộng sản Bắc Việt thấy bà nói từ kiểu người nào của tôi ớn thấy bà. Thế thì đó là những năm 57 cho đến 59. Nhưng qua 1960, khi tôi lên Sài Gòn đây rồi, chứng kiến cái vụ đảo chánh 11 tháng 11 rồi, rồi tới 1960 tới 61 á, hai cái năm bản lề đó thì Mặt trận Giải phóng Miền Nam, thật ra ổng thành lập hồi 1961 nhưng mà ổng ra tuyên bố là thành lập 1960, tuyên bố công khai. Thế thì ông Mặt trận Giải phóng Miền Nam ông ra đời thì ông cũng vận động ở thành phố tuyên truyền như vậy, và trong những cái người mà khiến cho tôi cảm thấy rằng những cái điều mà chế độ Ngô Đình Diệm mà nói về Việt Cộng
Để tôi không có nói về cái Bắc Việt giờ. Lúc đó tôi phân biệt rất rõ là Bắc Việt gọi được Việt Cộng là mấy cái người mặt trận giải phóng Việt Nam. Thì thấy là tôi thấy rằng mấy người mặt trận giải phóng Việt Nam có những người cũng ngon lành chứ bộ. Có những người cũng ngon lành gì chứ đó. Rồi có những người mà gọi là ở trong thành phố mà vẫn theo mặt trận giải phóng cho đến khi họ bị lộ liễu, họ bị bắt và bị tù. Những cái người mà ngon lành chế bộ thì nhờ cũng đọc sách đọc vở cũng nhiều cho nên tôi biết được ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Quỳnh Tấn Phát, ông Trần Bửu Kiếm, rồi tôi mới tìm hiểu lại lịch sử. Hồi trước tôi có đọc có một quyển lịch sử Việt Nam mà viết bằng tiếng Pháp của tác giả là Philippe de Villiers. Thì ông viết rất nhiều và nói về cái lịch sử của những người dân chủ xã hội Việt Nam. Thì mấy ông này đấy thôi, ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Quỳnh Tấn Phát, ông Trần Bửu Kiếm, toàn là đám dân chủ xã hội Việt Nam. Dưới cái đám Quỳnh Văn Tiễn, Mai Văn Bộ với Lưu Phúc, những đám đó là lịch sử là tôi đọc rất kỹ. Và cuối cùng tôi nói, ồ, cả một thế hệ này họ là người ngon lành, những người dân chủ xã hội, mà bây giờ họ đứng ra họ để cho những cha đội cộng sản Bắc Việt vì vô đây mà khiển đến, thì mấy chả đâu có phải là cái người ngu. Dạ. Thành thử ra những cái mà Ngô Đình Diệm nói về Việt Cộng là mặt trận giải phóng Việt Nam, tôi thấy có những cái nó điên nó khùng không, nó võ đoán và nói theo cái kiểu là chụp mũ. Thành thử cái nhìn của tôi về mặt trận giải phóng Việt Nam nó thay đổi từ năm 60-61, mặc cho cái chế độ nó tuyên truyền nó nói gì nó nói. Còn trong giới giáo chức sinh viên học sinh rồi này kia, thì hồi tôi học lớp đệ tứ ở trường Butuski thì bỗng nhiên tôi thấy năm đó là vào khoảng cuối năm 1960, bỗng nhiên tôi thấy sao mà bữa đó ban giám hiệu họ cho lệnh học sinh về nghỉ và họ cùng với công an rồi kia cái nọ nó mặc sắc phục đàng hoàng đứng ở cổng ra của hàng ngàn sinh viên học sinh Petruski đi về nghỉ. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng về nghỉ mà tôi không thấy gì hết suốt cái buổi đó. Nhưng mà sau cái buổi đó rồi qua cái buổi học tiếp tục sau á, ngày hôm sau thì hỏi lại tôi mới biết được là cái ngày đó trong cái sân của cái nhà, những nhà để xe, cả mấy chục nhà để xe xe đạp của học sinh đó, trong sân đó có cái cuộc rải truyền đơn của mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam. Anh nào đó không biết, sau này mới nghe kể lại, nghe qua cái lời là đem một cái sắp truyền đơn tuyên bố của mặt trận giải phóng Việt Nam thành lập và cương lĩnh, đúng không? Là đem một sắp rồi để đâu ở trên cái khung thang ở phía trên của cái nhà để xe chứ không phải để nóc. Rồi sau khi mọi người đi học vô hết, có lẽ anh đó đi vô học chót. Bây giờ anh phải đừng để lộ anh để cái sắp đó trên cái khung thang trên của một nhà để xe. Thì sau đó thì gió nó bài rồi gần rải đầy hết trong tất cả các nhà để xe. Cho nên là lúc đó ban giám hiệu mới quảng kinh, mới kêu cảnh sát đến và cho học trò về. Thì tôi đứng tôi thấy mấy cảnh sát nó cứ ngó tới ngó lui từng thằng, nó coi cái thằng nào ngã đi. Thì lúc đó tôi mới hiểu ra thì ra mấy ông gió tới cái trường học rồi.
Rồi sau đó 4 năm tháng qua năm 61 thì tôi nghe lấy ông thầy giáo là ông Lê Văn Vịnh. Dạ. Ông dạy toán của lớp đệ nhất của trường Trung học Butuski. Là ông bị bắt vì ông vô trong khu, ông tham gia gì đó trong khu rồi ông bị bắt. Mà ông bị bắt mà nó đem ra nó xử ở tòa thì nó lại xử chung vụ với ông Lê Hồng Tư. Là một người bên vũ trang mà ông bám sát cái đại sứ Frederick Norton Hục. Cho nên là cả hai người đều bị án giữ tử hình như nhau cùng một vụ. Trong khi một ông vụ khác, một ông vụ khác. Đó, cho nên là lúc đó người ta vẫn hay nói là hả Lê Quang Vịnh phải nói Lê Hồng Tư là vậy. Thế thì ta nói ủa, trong mấy ông thầy của mình thế nào trước đây trong số mấy ông thầy dù rải tiền đơn hôm cuối năm trước đó, là thế nào cũng có tài mấy ông này. Tôi thấy là ủa, vậy là mấy ông Trần Vũ Kiếm rồi kia ông Quỳnh Tấn Phát đó ông ra mặt hết. Ông Trần Vũ Kiếm lúc đó là chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, rồi Hội Liên Hiệp Thanh Niên Giải Phóng Việt Nam ghi rõ là như thế. Thì tôi thấy ủa, mấy ông này như vậy là bắt đầu vươn tới thành ra mặt và vận động tới trong giới thầy giáo, sinh viên, học sinh tới nơi rồi. Chà, cái Mặt trận Giải phóng miền Nam này coi bộ khởi nghiệp coi bộ khác hứa. Rồi tôi bắt đầu chú ý. Thì và vì tôi chú ý cho tôi thấy mấy cái điều mà chế độ Ngô Đình Diệm mà tuyên truyền lúc đó nhiều cái tầm bậy quá. Nó tầm biên tầm vùng chụp mũ rồi kia đủ thứ hết đối với mang này nha. Còn chứ tôi không nói trở lại là cái vụ mà ở miền Bắc đó đâu. Thế thì dần dần á thì tôi mới thấy rằng có những cái cuộc rải trường đơn trong các trường học, phải không? Và trường đơn toàn là tuyên bố này tuyên bố kia của Mặt trận và của Hội Liên hiệp Sinh viên Giải phóng và vân vân. Mà chính cái chỗ đó khiến cho tôi học nó tác động rất dữ trong cái số mà học sinh mà tò mò. Thật ra học sinh lúc đó không có nhiều đứa quan tâm dữ dội như tôi, mà chỉ có những cái đứa mà nó thấy chuyện mấy ông bị cộng trên làm dữ quá vậy thôi, tò mò. Thì phần lớn là tò mò, nhưng mà một số thì như tôi thì bắt đầu có quan tâm và mới làm cho tôi cái kinh nghiệm là sau này phải bắt đầu bằng cương lĩnh và truyền đơn để lập phong trào trung lập. Tất cả những cái chuyện đó chẳng qua là nó qua một quá trình trải nghiệm của người khác người ta làm. Cho nên nói trở lại cái chuyện là tuyên truyền thì gần như qua năm 59, 60, 61 là cảnh hưởng tuyên truyền nó không vô được khi với tôi nữa. Nó đứng lại, nó không lùi nhưng mà nó đứng lại. Mà tôi lại quan tâm đến những vấn đề thực tế cụ thể tại đô thị. Còn cái chuyện ở nông thôn thì nói thật, bởi vì gia đình của làng quê ngoại của tôi là ở nông thôn, mà cũng là ở vùng sôi đậu, tức là ở hai vùng ban ngày thì quốc gia và ban đêm thì du kích. Cho nên là có những cái dịp mà nghỉ hè hoặc là nghỉ một hai ngày trong năm thì tôi hay trở về quê ngoại chơi. Những cái kỷ niệm thời thiếu nhi năm 7 tuổi là cái đó gần như là nó vẫn còn đó ở cái ngôi nhà cổ cũ kỹ của bên ông cố ngoại và bà ngoại tôi. Cho nên tôi gần như là vài ba tháng là tôi về tôi ở một hai ngày ở nông thôn á, để tôi sống lại với những cái kỷ niệm hồi tuổi trẻ. Thì cách mạng lãng mạn phải vậy thôi, chứ đâu phải cái gì qua rồi thì qua luôn hết chứ. Tôi không có cái đó. Do đó mà tôi về dưới thì có một dịp tôi biết thế nào là du kích
là cài cài gọi là bảy châm và lựu đạn. Và trên đường đi á thì nó để sẵn cái bảng đó là tử thần Mỹ Ngụy, chỗ tử thần Mỹ Ngụy. Thì tôi đi trên đường vô nhà ngoại tôi thì tôi thấy cái bảng đó, và nó có một cái gì đó như thể là gài sẵn mà mình thấy nó lộ trên. Tôi nói mấy chả du kích này không thấy chả đâu mà chả gài rồi chả để cái bảng vậy, chắc chắn rằng có thể là thật hay là có thể giả. Mà cái chỗ mà thật á thì chắc chắn mới chả giấu kín đâu xung quanh, còn cái chỗ giả thì chắc chắn là chả để lộ liễu. Nên tôi làm gan liều lắm phải trải nghiệm hết mình mới coi cái vụ mà nghe nói gì ở nông thôn họ gài bẫy trông rồi gài bẫy lựu đạn là sao. Tôi nhảy một bước, tôi bước đại qua cái chỗ nó ghi là tử thần Mỹ Ngụy, rồi tôi phóng từ chỗ đó qua tuốt bên kia, tôi thấy không có gì hết. Trời ơi, tôi về vào tới nhà bà ngoại tôi, ngoại tôi mất lâu rồi, ở đó có người cậu với người mợ. Cậu mợ tôi nói trời ơi sao con lại ngu quá và liều lĩnh mà một cách là ngu xuẩn như vậy, nó nổ chết rồi làm sao. Hai ông bà cậu vô, ông cậu vô bà mợ tôi mới kể cái thằng du kích địa phương á là cháu nội của một cái ông mà nó đã báo rồi với cái ông nội á là những cái chỗ nào gài thì ông nên đi làm sao hết rồi. Mà không biết hôm đó làm sao mà ông đi quên mất, không phải quên mất, ông đi làm sao mà ông vướng ông vướng sợi dây nó nổ lựu đạn của cháu ông và ông chết. Cho nên ông bà mợ mà tôi mới kể cái chuyện đó cho tôi nghe. Cho nên là dặn tôi từ đó tới mới nhớ có gì á lội xuống sông mà bơi á, bơi tức là lội là lội qua bãi sình rồi xuống sông mà bơi rồi đi lên, chứ đừng có đi theo con đường vậy nữa nghe chưa. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thực tế về cái vụ gọi là bẫy trong và lựu đạn của du kích xạ ở ngay cái xã nhà tôi. Rồi đây không nói là ở cái xã mà nội tôi á, thì mấy người anh cô cậu này biết cái nội của tôi thỉnh thoảng ở dưới nông thôn đi lên nói là như vậy, ở dưới họ gọi là họ nổi dậy đồng khởi sao, kể cho tôi nghe hết. Thì tôi cũng thích chí để nghe để biết là bây giờ như vậy, tôi biết chuyện ở thành thị rồi, bây giờ tôi phải biết chuyện ở nông thôn của tôi sao. Do đó mà phải nói qua năm sáu mai tôi hiểu khá nhiều về cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà mặt trận giải phóng miền Nam đứng ra đứng mũi chịu sào, còn sau lưng nữa toàn là cộng sản quán kiệt chỉ huy không. Điều đó tới năm 62 tôi biết, và chính cái biết đó khiến cho tôi sợ, vì tôi vốn sợ bắt việc về cái vụ năm 57 cho đến năm 9 mà chứ không phải vì tụi nó chế độ miền Nam nó tuyên truyền quá gì đâu, khiến cho tôi sợ. Do đó mà từ đó trở sau nói gì mà theo bắt giữ cộng sản ớn. Nhưng mà thôi kệ ông, cái ông mặt trận giải phóng chịu để cho những người lãnh đạo thì mình đứng vô với ổng có gì mình coi lại coi mấy ông này sao. Bây giờ ông bắt giữ cộng sản ông lãnh đạo được, nhưng mấy ông mặt trận thì tại sao mình không bao giờ để cho ông thử nhau chơi. Do đó mà mới có cái chuyện là cuối cùng rồi tôi chọn đi kiếm người của tổ chức mặt trận giải phóng Nam xin gia nhập. Chứ còn bây giờ vô rồi sau này á, từ năm 1967, 68, 69 giờ xuyên suốt rồi nhờ. Trong cuộc chiến đấu
thì tôi mới thấy ra không phải là Việt Cộng, không phải chỉ là Việt Cộng miền Nam, không phải chỉ là Bắc Việt Cộng sản, mà còn là có nhiều người thuộc hai tổ chức Bắc Nam. Khi họ hiện đó, hình như do cái bản tính của họ sao biết, khi họ hiện đó, thì họ đàng hoàng tử tế hết sức, như diễn một màn kịch. Nhưng mà khi mà họ nổi xung thiên lên mà họ giữ, thôi giữ không tưởng tượng được. Và họ làm những chuyện mình cảm thấy ớn. Kể cả người của mặt trận lẫn người của Bắc Việt. May mắn là tôi không gặp mấy ông lãnh đạo kiểu đó. Những ông lãnh đạo tôi gặp là những ông lãnh đạo thật lòng. Kể cả là người miền Bắc vô hay là người tại chỗ miền Nam. Cô hiểu là trong giai đoạn ở thành phố thì toàn là những người ở miền Nam lãnh đạo thôi. Nhưng mà đến khi tôi gia nhập quân đội thì thủ trưởng của tôi là người miền Bắc. Và họ lại hoạt động trong tình báo, mà người ta vẫn hay nói là tình báo thì ghê lắm, ác lắm. Mà sao tôi thấy về bản chất những người này này họ tốt quá, họ hiền quá. Họ thật sự là vì dân vì nước và hy sinh cả cuộc đời họ. Hy sinh vì gia đình, hy sinh cả gia đình của họ để được cái việc nước. Hy sinh cái thân thể tù đài, vân vân và vân vân. Tôi phải nói rằng cũng là cộng sản. Nói nôm na vậy đi. Một số ít là những người ghê lắm, đáng ớn lắm. Và dĩ nhiên một số đông hơn nhiều, rất là đàng hoàng tử tế, nhân đạo, nhân bản. Chính vì vậy mà cộng sản họ mới lãnh đạo được. Cả cái dân tộc phức hợp này gồm nhiều thành phần này để mà chiến đấu kháng chiến thành công.